Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Hòa Lợi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống karaoke Vệ Hào tại ấp Trì Phong do Huỳnh Văn Tiền, 42 tuổi, ngụ ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh làm chủ cơ sở, phát hiện 22 người ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Nam tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng VIP 1, VIP 4 và VIP 5 có 22 người, tuổi từ 20 đến 42 tuổi, ngụ tại các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đồng Nai và Bắc Cạn, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nên tiến hành lập biên bản sự việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 6 túi nhựa, bên trong có chứa chất nghi là ma túy. 1 phần 2 viên nén màu hồng nghi là ma túy, 3 đĩa sứ hình tròn, bên trên có dính chất bột nghi là ma túy, nhiều tăng vật khác có liên quan và 13 xe máy. Qua test nhanh, tất cả 22 người trên đều dương tính với ma túy. Vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện Châu Thành cũng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.